Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi bản tin thể thao buổi sáng trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày hôm qua thì giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hà Sen 2019 đã đi đến chặng đua cuối cùng, là chặng đua thứ 8 xung quanh tỉnh Quảng Nam. Và ngay sau chặng đua này thì ban tổ chức đã tổ chức một buổi gala để vinh danh những đội đua cũng như những tay đua có thành tích xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay. Công tác tổ chức đến dự và trao giải cho các tay đua có ông Trần Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và đại diện của các đơn vị đồng hành xuyên suốt chặng đường đua của giải xe đạp quốc tế VTV Cup năm nay. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các cá nhân và đồng đội xuất sắc nhất. Danh hiệu áo vàng dành cho tay đua xuất sắc nhất đã được trao cho Luis Derriac của đội Bylife Đồng Nai. Bên cạnh đó, đội đua này cũng giành luôn danh hiệu số 1 nội dung đồng đội. Ngoài ra, những danh hiệu cá nhân khác cũng được trao. Tay đua Jordan Para của Bylife Đồng Nai đã giành áo xanh cho vận động viên nước rút xuất sắc nhất, áo đỏ cho vua leo núi thuộc về Javier Perez của VOS Thành phố Hồ Chí Minh. Danh hiệu áo trắng dành cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất đã được trao cho tay đua Quảng Văn Cường của đội tập đoàn Lộc Trời. Buổi lễ gala đã chính thức khép lại giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen lần thứ 4, thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.